là nhỏ nghi ngút hương khói, người mẹ già đôi mắt đẫm xương, mái tóc bạc trắng nhìn xa xăm, đau đớn không nói thành lời. Đó là mẹ của anh Phạm Văn Luốc, nạn nhân trong vụ việc cả gia đình bốn người tai nạn tử vong thương tâm. Ngồi lặng lẽ, người mẹ già vẫn không tin nổi bà đã mất đi cả con lẫn cháu. Liên quan đến vụ tai nạn khiến bốn người trong gia đình tử vong, chiều ngày 2 tháng 11 đã diễn ra lễ tang của những nạn nhân số số tang thương bao trùm căn nhà nhỏ của anh Phạm Văn Luốc, 37 tuổi, ngụ ấp 8 8000, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Theo lời kể của anh Lê Văn Quang, anh rể của anh Luốc, anh Luốc gặp gỡ và kết hôn với chị Lương Thị Ngọc Hòa, quê Thanh Hóa, cách đây hơn 10 năm. Gần đó thời gian là những ngày tháng anh Luốc bôn ba làm đủ thứ nghề để trang trải cuộc sống. Hai vợ chồng đều làm công nhân tại Bình Dương, có với nhau hai bé gái, 3 tuổi và 8 tuổi sinh sản ngoan ngoãn. Cả hai bé được gửi đi học vào ban ngày. Buổi chiều thì hai vợ chồng anh Luốc đến đón con về phòng trọ, cùng nhau quê quần bên căn phòng ở xóm công nhân chỉ vòn vẹn vài chục mét vuông. Thu nhập đến từ cuộc sống công nhân chỉ đủ trang trải tạm thời nên khó khăn chưa bao giờ buông đôi vợ chồng. Dù vậy, vợ chồng anh đều cố gắng bù đắp để các con không thiếu thốn. Cho hai con được đến trường là cách anh và chị nuôi lớn những nụ cười và ước mơ của con thơ. Nhưng ở đâu, 30 tháng 10 vừa qua là ngày mà gia đình nhỏ của anh được đầm ấm bên nhau lần cuối cùng. Theo đó vào buổi chiều cùng ngày, khi cả bốn người đang trên chiếc xe máy cũ di chuyển qua vòng xoay Thủy Châu, phường Bình Thắng, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương thì xảy ra tai nạn với chiếc container. Vụ tai nạn khiến cả gia đình anh Luốc không qua khỏi. Đáng buồn nhất là người vợ đang mang thai 4 tháng tuổi. Theo lời kể của những người hàng xóm ở quê, anh Luốc là người đàn ông của gia đình, rất chăm lo làm ăn và yêu thương vợ con. Nhưng cuộc đời éo le Sinh ra trong nghèo khó Nên anh chỉ có thể đi làm thuê làm mướn Anh có một cái nền nhà nhỏ ở quê Nhưng vừa bán đi cách đây vài năm Để trang trải cuộc sống trong thời gian Covid-19 hoành hành Thời gian đó Công ty của vợ chồng đều chậm trễ về hàng và xuất hàng Nên mỗi tháng Anh chỉ kiếm chưa đủ 10 triệu Để lo tiền trọ, tiền học phí cho các con Trong căn nhà nhỏ nhuốm màu tang thương Người mẹ già của anh lúc đau đớn nhìn xa xăm Bà Nguyễn Thị Huê 66 tuổi có 6 người con, anh Luốc là con thứ tư của bà. Anh Quang cho hay, bà Huê bị bệnh vì tuổi già, khi nhớ khi quên. Nhận được tin báo con trai mất, bà lặng lặng đi ra chỗ khác. Không thấy bà có phản ứng, các con cứ ngỡ bà đã quên đi người con trai thứ tư cho đến khi đem con cháu về để tổ chức tang gia. Bà vẫn như người không hay biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng trong thâm tâm bà, bà đâu có quên đứa con nào tên Luốc, chỉ là bà toàn nhớ mỗi khi đêm về Rồi khóc một mình Hình ảnh người mẹ với đôi mắt vô hồn không khóc Không cười khiến cho những người đến viếng tang không giấu được xúc động Bà nói bà thương anh luốc lắm Nhà có 6 người con Mà năm đứa bây giờ đủ ăn đủ mặc Đứa nào cũng ở gần nhà Chỉ mỗi anh luốc nghèo hoài Nên phải bôn ba mười mấy năm Rời quê, mỗi năm anh chỉ về nhà thăm người mẹ già được 4 năm lần Những lần khác bà chỉ gặp được anh qua điện thoại bà huê đau xót nói, nó gọi về hỏi thăm mẹ khỏe không, rồi nó gửi tiền để tôi mua thuốc uống, thương con lắm, không ngờ nó đi trước mình. người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh là điều quá đỗi đau đớn với người mẹ già, Nỗi đau sẽ khó nguôi ngoai, chẳng còn cuộc gọi nào của con trai, cũng không tiếng nói cười của con dâu và các cháu. chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình vì những đau thương mất mát quá lớn này. <laughs>